Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống ở với anh em. Vì Thầy, ngày đó anh em sẽ đến biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Kính mời ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng lại một chuyện gia đình. Một người đàn ông tuổi 27 biết mình sẽ phải ra đi sớm, từ bỏ người vợ hiền với đứa con trai 7 tuổi. Ông không để lại cho con trai cái gì ngoài một cái hộp lớn, không là vàng bạc, kim cương, đô la, nhưng là một cái hộp đựng rất nhiều bức thư ông đã viết suốt một tuần. Bên ngoài ông viết một hàng chữ: Con trai à, nếu con đọc những dòng này, bố đã chết rồi. Bố xin lỗi, bố biết mình sắp chết. Bố không muốn nói với con vì không muốn nhìn thấy con khóc. Nhưng giờ chắc bố đã làm cho con khóc rồi, phải không? Nhưng thôi, một người sắp chết như bố thì cũng có quyền ích kỷ một chút chứ nhỉ? Con thấy đó, bố còn rất nhiều thứ muốn dạy con. Con còn quá nhỏ nên chẳng biết cái quái gì cả. Vì vậy bố mới phải viết những lá thư này. Nhưng con phải hứa không được mở chúng ra cho đến đúng thời điểm, nghe chưa? Đây là lời hứa của chúng ta, những người đàn ông, nghe con. Bố yêu con, hãy chăm sóc cho mẹ. Bây giờ con là người đàn ông trụ cột trong nhà của chúng ta đấy. Yêu con, ký tên bố. Hai mẹ con sống với nhau, vui buồn sướng khổ mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé cãi to tiếng với mẹ. Cậu ghét người bạn trai mới của mẹ, một gã đàn ông không ra gì cả. Mẹ xứng đáng với một người đàn ông đàng hoàng, cậu nói. Người đàn ông tốt với mẹ hơn là một gã đàn ông tồi tàn mà mẹ gặp trong quán rượu. Cậu bé dứt lời thì mẹ cậu cho cậu một cái tát giáng trời giáng vào mặt, đỏ hết cả mặt. Cậu bỏ về phòng trong tâm trạng thật tồi tệ chưa bao giờ có. Bỗng nhớ tới bức thư bố để lại,
Cậu nghĩ đây là thời điểm cần mở ra rồi. Lục các bức thư, nhặt lấy bức thư có tựa đề ngoài bố viết: khi con cãi nhau to tiếng với mẹ. Cậu bóc thư ra, vội vã đọc. Thư viết: hãy xin lỗi mẹ ngay lập tức. Bố không cần biết ai đúng ai sai, hoặc hai mẹ con cãi nhau vì vấn đề gì. Bố hiểu mẹ của con hơn ai hết, cho nên bây giờ điều con cần làm là hãy xin lỗi mẹ. Ý bố là một lời xin lỗi thật tâm và thành khẩn nhất của con đấy. Người đó là mẹ của con trai à. Mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Con có biết là bà ấy đã trải qua khó khăn lắm mới có thể sinh ra con, nên bà ấy mới là người thực sự tốt nhất đời đối với con. Con có biết mẹ con đã đau đớn thế nào khi sinh nở con không? Không có bằng chứng nào về tình yêu mạnh hơn như thế. Giờ thì xin lỗi mẹ đi con. Mẹ sẽ tha lỗi cho con. Yêu con, ký tên bố. Cậu gập thư lại, ngẫm nghĩ một lát rồi chạy ra ngoài ôm lấy mẹ xin lỗi. Hai mẹ con ôm chặt nhau rồi khóc nức nở, nhưng sau đó lại cười với nhau vì nghĩ về ông bố quái đản này. Và trong giây phút ấy, cậu như cảm nhận được bố đang ngồi đó bên cạnh mẹ, bên cậu con trai với nụ cười ấm áp. Vâng, thưa anh chị em, người bố tiếp tục theo dõi cuộc đời con trai yêu quý của ông từng giây phút trong cuộc đời. Khi cái hôn đầu tiên đặt lên trên trán đứa con mới sinh ra, khi con tạm biệt đời trai trẻ, khi con kết hôn và khi con lên chức bố, ông luôn luôn theo dõi đời con dẫu ông đã qua đời khi 27 tuổi. Hơn các sách thánh sử khác, Thánh Gioan là người sống sau cùng. Sau khi đã nghiền ngẫm tất cả cuộc đời của mình vào những lời giảng dạy của Chúa Giêsu thầy yêu quý của ông, thánh nhân nghiệm ra cái cốt lõi của cuộc đời con người, người làm môn đệ của Chúa Giêsu, đó là tình yêu Chúa Giêsu Kitô, là kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, là sống sự sống của Thiên Chúa, nhất là thực hành lời Chúa dạy. Có khi nào anh chị em bóc cái lá thư mà Cha yêu quý của chúng ta đấng ngự trên trời là Thiên Chúa qua Đức Giêsu viết lại, gửi lại cho anh chị em, gọi là cuốn Kinh Thánh lời hằng sống không, để hướng dẫn cho chúng ta trong cuộc đời của mình? Tình yêu đó không phải là thứ tình yêu mơ mộng lãng mạn như tình yêu lứa đôi yêu nhau bằng con tim không lý trí. Tình yêu đó không phải là chuyện đuổi bướm bắt hoa bắt ong, rung động xúc cảm bề ngoài. Nhưng tình yêu đó là một việc làm cụ thể. Việc làm đó là tuân giữ những điều Chúa Giêsu truyền dạy. Đó chính là bí quyết mà Chúa Giêsu truyền lại cho các môn đệ trước khi người từ giã các ông, để vào đưa các ông vào thế giới của đức tin, sống không còn tình cảm bề ngoài nữa, nhưng sống kết hợp với nhau tình nghĩa thầy trò bằng đức tin mà mỉm cười khi nhớ đến thầy. Từ nay để gặp người, gặp gỡ người, yêu mến người và sống với người, các môn đệ của Chúa biết chắc đó là kết hợp trong đức tin và lòng yêu mến. Tin và yêu là đôi mắt giúp chúng ta nhìn thấy những thực tại siêu nhiên. Người không tin và không yêu
sẽ không nhìn thấy như lời Chúa nói trong tin mừng hôm nay. Thầy ban cho anh em thần chân lý, đấng mà thế gian không thể đón nhận, bởi vì thế gian không thấy mà cũng chẳng biết người. Cũng như kiến thức khoa học là khả năng chuyên môn giúp người bác sĩ nhận dạng được các loại vi trùng vi khuẩn, định chúng được bệnh trạng, đúng được bệnh trạng của bệnh nhân. Hoặc như kiến thức về thảo mộc của nhà thực vật học giúp họ nhận dạng nhân loại và biết rõ đặc tính của những loại cây cỏ ngoài rừng để giúp con người. Các môn đệ Chúa Giêsu được Chúa Giêsu hướng dẫn nhận ra thực tại siêu nhiên, nhìn thấy, nhận biết và đón nhận Thiên Chúa không bằng con mắt thường, nhưng bằng con mắt đức tin. Yêu và tin như vậy, thưa anh chị em, là con đường dẫn chúng ta đến gặp gỡ với Thiên Chúa. Đọc câu chuyện hôm nay làm tôi liên tưởng đến lời Chúa: mọi người làm xúc phạm, những ai đó làm xúc phạm đến ai người khác thì có thể được tha. Thậm chí những tội chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa cũng được tha, nhưng mà tội phạm đến Đức Chúa Thánh Thần thì không được tha. Bởi Chúa Thánh Thần chỉ đến qua và nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là đấng tái sinh chúng ta trở lại làm con cái của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Thánh Thần là quà tặng bình an mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô ban cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tin, không yêu mến, không tuân giữ, không thực thi lời của Chúa Giêsu căn dặn, thì quà tặng bình an ấy là Thánh Thần sẽ không bao giờ chúng ta có thể lãnh nhận. Cậu con trai trong câu chuyện tôi vừa mới kể cho anh chị em, nếu cậu không yêu bố, không tin lời căn dặn của bố, lấy thư bóc ra đọc khi cần, giống như anh chị em cần để giải quyết cuộc đời của mình khi đọc Kinh Thánh, cậu bé không nghe lời bố mà chạy đến xin lỗi mẹ, thì thưa anh chị em, nào có cái hôn giữa hai mẹ con bình an trao lại cho nhau sau khi khóc mà lại niềm vui cười hạnh phúc. Và nữa, hai mẹ con cậu trong câu chuyện họ cảm nhận được như người bố dẫu đã chết nhưng luôn hiện diện trong gia đình của họ, bởi họ luôn tôn trọng, trân trọng, tin yêu lời của bố để lại. Anh chị em siêng chầu thánh thể và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày không? Nếu không có thì làm sao chúng ta có thể hiểu và tuân giữ, áp dụng lời Chúa trong cuộc sống của mình được? Có đâu mà áp dụng. Với đức tin và tình yêu, người môn đệ Chúa không còn thấy Thiên Chúa là một đấng xa vời, mơ hồ, nhưng là một đấng gần gũi, rất thật, rất con người với chúng ta. Với đức tin và tình yêu, ta sẽ gặp được Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương luôn chăm sóc chúng ta, luôn mời gọi chúng ta, luôn ấp ủ chúng ta và sẵn sàng nhận lời xin lỗi mà tha thứ cho chúng ta khi chúng ta lỗi tội với Ngài. Với đức tin và tình yêu, thưa anh chị em, ta sẽ gặp được Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, trong sách thánh, trong những lời giáo huấn của giáo hội, trong những lời chia sẻ thân tình của những anh chị em xung quanh. Với đức tin và tình yêu, ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần khi Người đốt lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến, mến Chúa, mến người tha nhân, khi Người thúc giục ta dẫn thân phục vụ, khi Người soi sáng cho ta, trong ta những kiến sáng kiến trong những hoạt động mới, nhu cầu đáp ứng nhu cầu của xã hội thế giới. Nhưng quan trọng nhất là tin và yêu là hai cánh cửa mở cho chúng ta sự sống đời đời. Tin và yêu không
chỉ cho chúng ta nhìn thấy Chúa, gặp gỡ Chúa, mà còn cho ta tham dự vào sự sống của Chúa nữa. Sự sống đó là sự hiệp thông như lời Chúa Giêsu nói: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người đó là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì người đó được Cha Thầy yêu mến, và cả Cha, cả Con, cả Chúa Thánh Thần ở luôn trong người đó. Anh chị em thân mến, trong cơn đại dịch hôm nay, tôi đọc tin sáng nay, nghe nói ở trung tâm mua sắm High Point đã có một số người nhiễm virus chết người. Nhưng anh chị em đừng sợ, đã đến lúc anh chị em nên lấy cuốn cái hộp mà Chúa Giêsu khi lên trời Ngài đã để lại cho chúng ta. Đó là những giáo huấn của Ngài, những lời dạy yêu thương hàng sống của Ngài. Đó là cuốn Kinh Thánh. Anh chị em hãy lấy cái bí quyết đó ra đọc. Lời tình yêu của Chúa, lời dẫn đến chúng ta đến sự sống. Khi anh chị em lấy bí quyết ra đọc, anh chị em chắc chắn sẽ tìm được hướng dẫn đến với nguồn bình an. Và thưa anh chị em, chắc chắn anh chị em sẽ tò mò bức thư cuối cùng của ông bố 27 tuổi để lại cho đứa con trai 7 tuổi. Nhưng mà cậu con trai 7 tuổi ấy đến lúc tuổi 87 mới đem ra đọc bức thư cuối cùng, khi ông nằm trên giường bệnh hấp hối. Và bức thư cuối cùng đó người bố đã để lại cho con trai khi ông đã là 87 tuổi: con hãy chuẩn bị cho cuộc ra đi cuối cùng của con. Con hãy thở nhẹ trên giường bệnh và hãy nhớ đến những lời của bố. Vâng, thưa anh chị em, tuyệt vời. Chúa Giêsu cũng đã đoán trước cái giờ hấp hối của mỗi người chúng ta. Trong tin mừng anh chị em mở ra đọc, Chúa sẽ dạy chúng ta, anh chị em, thở thế nào, kêu xin thế nào, cầu nguyện thế nào, đấng nào cần phải kêu xin, Giêsu, Maria, Giuse xin đồng hành với con trong giây phút này. Thưa anh chị em, Kinh Thánh, lời Chúa, lời hằng sống, lời yêu thương là thế đó. Nếu anh chị em đọc và tuân giữ yêu mến lời của Chúa, thì bức thư cuối cùng mà Chúa để lại cho anh chị em trong Kinh Thánh sẽ giúp anh chị em sẽ được ra đi trong giây phút cuối cùng của đời mình, hoặc là đối diện với nghịch cảnh của cuộc đời này. Dẫu virus có đến nơi đến đâu đi nữa, anh chị em cũng luôn được bình an và tràn đầy niềm vui, hy vọng. Amen. Thank you.